Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ là gia đình chị Loan cũng lên mộ chú nghệ sĩ Vũ Linh để ngày đỡ Vu Lan báo hiếu của cô chú anh chị. Phía trước thì cũng có chú Chánh nhà cô chú anh chị. Dạ thì ngày hôm nay chị Loan cũng lên mộ rất là sớm luôn rồi cô chú. Bây giờ là 6 giờ rưỡi nha cô chú anh chị. Ủa? Là ai không hết trơn hả? Thảo đâu? Thảo bên xe mà nghe mà đúng không? Thảo xe ai? Thảo xe bây giờ? Đủ không? Đủ, con Dương mới con nghe cho Dạ sáng ngày hôm nay thì Loan và gia đình đi rất là đông nha cô chú anh chị. Xe nào còn ai không? Lên đi lên, bấm đi. Không ơi. Hôm nay chị Loan đi lên mộ rất là sớm luôn nha cô chú. Dạ thì hiện tại bây giờ là 6 giờ rưỡi nha cô chú anh chị. Thì sáng ngày hôm nay chị Loan cũng đi viên đại gia đình luôn á cô chú. Đây 4 chiếc xe hơi nha cô chú anh chị. Thì anh Hải, chị Loan và chú Chánh và bé Ken, bé Bun đồ của chú anh chị thì lên mộ cậu, vì tại vì ngày hôm nay là ngày rất là quan trọng nha cô chú. Chị Loan lên mộ đó làm cái đại lễ ngày Vu Lan báo hiếu của chú anh chị. Với lại buổi chiều thì cũng sẽ phát 13 tấn gạo từ thiện nữa nha cô chú. Thì sáng ngày hôm nay chị Loan cũng đi nhận cái tượng sáp của chú nghệ sĩ Vũ Linh rồi đem lên ở trên mộ của chú nghệ sĩ Vũ Linh để làm lễ luôn rồi cô chú. Rồi buổi chiều thì chị Loan cũng sẽ đem về nhà lại nha cô chú anh chị. Dạ thì hiện tại bây giờ là chị Loan cũng vẫn đang chờ người đến rồi nha cô chú. Sáng hôm nay thì chị Loan đi rất là đông người luôn, đi 4 chiếc xe hơi viên đại gia đình luôn á cô chú.
cô chú anh chị và các bạn xem video cho mình xin một lượt đăng ký kênh ủng hộ kênh Quýnh Lục phát triển hơn của chú anh chị. Chưa có đủ người hả Hưng Anh hả? Đấy là chưa có đủ người cho nên là chị Long cũng chưa có đi cô chú. Chị Lon lại rang nồi cho cô chú anh chị. Vô đường đâu anh? Trước này có anh Hải nha cô chú. Anh Hải cũng dắt mấy cái chiếc xe máy bỏ cho nó gọn lại rồi đóng cửa để đi lên mộ cô chú. Dạ thôi giờ Quynh cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn Quynh kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha.